Của nó là khoảng 3 gang tay mọi người nhé. Còn bề rộng của nó còn chưa đến mức gang tay. Đệm này là đệm tự bơm. Khi chúng ta tháo van ra thì nó sẽ tự hút không khí vào. Đấy, ở bên trong thì có xốp mốt, nó sẽ tự hút không khí vào. Và nó căng cái đệm lên. Chúng ta lưu ý là khi dùng cái đệm tự hút này, nó sẽ không căng như là đệm bơm hơi bình thường mọi người nhé. Nhưng mà ở trong nó có mút cho nên là độ ổn định nó rất là cao. Nó không bị xẹp khi tải trọng lớn như là đệm bơm hơi thông thường. Và nó cũng rất là êm luôn. Khi chúng ta dùng, chúng ta chỉ cần tháo van ở phía dưới đuôi đệm và không khí nó sẽ tự hút vào. Còn hai cái gối thì chúng ta lấy mồm chúng ta thổi cũng rất là nhanh lên hơi thôi. Rất là thổi, rất nhẹ nhàng lên hơi luôn. Cái gối là căng đét luôn. Còn khi cần gấp gọn thì chúng ta xả hơi ra và chúng ta ép hơi ra là gấp gọn vào xong.